Xin chào tất cả các con đã đến với kênh dạy vẽ online của chú Sơn. Hôm nay ở tiết 2, chú Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn tô màu bài con mèo vẽ theo phong cách đơn giản nha. Các bạn nhớ ủng hộ chú Sơn bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ video để tiếp tục nhận được những bài học thú vị khác nha. Ở tiết 2 thì chú Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn lên màu bức tranh con mèo theo phong cách đơn giản nha. Chúng ta quan sát là con mèo này ở phía sau phong cảnh là ông mặt trời đi ngủ, nghĩa là trời vào buổi chiều. Nên chú Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn tô chú mèo này trong một cái phong cảnh trời chiều nha. Trời chiều thì có màu vàng. Rồi các bạn cầm màu vàng lên và tô theo đường sớ ngang bầu trời màu vàng nha. Chúng ta tô đều kín giấy. Khi nào mà tô đến cái cây á, thì chúng ta chừa ra. Tô đến các đám mây thì chúng ta cũng chừa ra luôn. Nhớ là tô theo một chiều ngang thôi nha. Những tiết trước thì chúng ta tô nền trời của ngôi nhà theo phong cách đơn giản thì chúng ta chọn nền trời màu xanh, bởi vì khi đó là chúng ta vẽ phong cảnh vào buổi sáng, nên là bầu trời có màu xanh da trời. Còn này chúng ta vẽ phong cảnh theo buổi chiều, khi mà ông mặt trời chuẩn bị đi ngủ rồi thì chúng ta sẽ tô nền trời màu vàng nha. Trời chiều thì sẽ có gam màu nóng hơn trời vào buổi sáng. Các bạn tô theo một cái sớ ngang thôi thì cái màu của chúng ta nó sẽ đẹp và nó sẽ mịn màng nha. Các bạn cố gắng tô thật là đều, không hở nền giấy trắng nha. Rồi khi mà mình tô xong rồi thì mình kiểm tra lại, quan sát lại những cái phần mà chưa đều quá thì mình tô cho nó đều hơn một chút xíu nữa. Rồi, về cách tô màu thì chúng ta sẽ tô từ ở phần nền trước và ở phía trên cao, tô dần xuống dưới bức tranh nha. Thì bức tranh của chúng ta sẽ không bị lấm bẩn. Chúng ta có được trời chiều màu vàng rồi này. Vậy thì hôm nay trời chiều màu vàng thì chúng ta sẽ tô những cái đám mây có màu sắc một chút. Buổi chiều thì mây rất là nhiều màu, như là chúng ta có mây màu hồng này. Đó, chú Sơn sẽ tô hai đám mây màu hồng. Rồi. Và một đám mây màu da nhạt nha. Màu da cam nhạt. Các bạn tô từ từ thôi nha, tô đều và kín nha. Rồi chúng ta được phần bầu trời với những đám mây rồi này. Thì ông mặt trời đi ngủ là có màu gì đây? Ông mặt trời đi ngủ chúng ta sẽ tô vòng tròn ở trong cùng là màu đỏ. Hôm bữa ở tiết 1 dựng hình, chú Sơn đã hướng dẫn chúng ta vẽ tới 1, 2, 3 vòng tròn là để chúng ta tô nhiều màu cho ông mặt trời đẹp nha. Rồi vòng tròn số 2 chúng ta sẽ tô màu cam. Và vòng tròn cuối cùng chúng ta sẽ tô màu hồng nha. Rồi chúng ta hoàn thiện xong bầu trời rồi này. Dãy núi ở phía xa thì chúng ta sẽ tô màu tím nha.
Do là bức tranh này mình sẽ vẽ theo gam màu nóng nên chúng ta chọn màu tím tô cho các dãy núi cho nó có sắc nóng một chút nha. Dãy núi thì chúng ta tô theo cái hướng xéo, xéo theo chiền núi, theo dốc núi. Thì cái dãy núi của chúng ta sẽ đẹp hơn. Chúng ta cũng tô kín này và đều hết, không có chừa trắng. Rồi chúng ta được một dãy núi số 1 rồi này. Dãy núi số 2 thì chúng ta sẽ tô màu tím nhạt hơn nha. Dãy núi số 2 chúng ta sẽ tô màu tím nhạt hơn. Các bạn nào mà không có màu tím nhạt đó thì chúng ta dùng màu tím đậm mà chúng tô nhẹ cái tay. Chúng ta tô thật là nhẹ cái tay thì cũng được màu tím nhạt hơn nha. Vì dãy núi này ở xa hơn nên là màu tím nhạt hơn một chút nha. Rồi chúng ta tô xong được hai dãy núi với nền trời rồi nè. Rồi chúng ta sẽ tô đến phần cái cây nha. Thì chúng ta nhớ là ở cái bài mà vẽ ngôi nhà theo phong cách đơn giản cũng có cái cây. Thì chúng ta nhớ thân cây màu gì không? Thân cây thì thường có màu nâu, nên chúng ta sẽ tô thân cây màu nâu. Và tán lá thì màu xanh lá, hơi đậm nha. Tán lá màu xanh lá hơi đậm. Bạn nào mà thích vẽ cái cây này có quả như cái bức ngôi nhà thì chúng ta vẽ quả vô rồi hãy tô nha. Còn chú Sơn sẽ hướng dẫn cái cây căn bản thôi. Cây này thì không có quả. Ai mà muốn vẽ thêm quả đỏ, quả vàng, quả cam á, thì chúng ta vẽ vô rồi chúng ta hãy tô nha. Rồi cái cây thì chúng ta cũng tô đều, không được hở giấy. Và các bạn cố gắng tô để đừng có lem màu vào những cái mảng màu khác nha. Rồi chúng ta tô xong cái cây rồi này. Bây giờ thì tới thảm cỏ. Thảm cỏ này thì chúng ta sẽ tô màu xanh lá non nha. Chúng ta tô thảm cỏ màu xanh lá non. Tô đều hết thảm cỏ luôn. Khi mà tô tới bông hoa thì chúng ta chừa ra nha. Các bạn tô từ từ thôi, sẽ kín mặt tranh thôi, không phải gấp gáp vội vàng. Tô từ từ. Vì mình mà tô nhanh quá đó là bức tranh vừa không đẹp này mà các bạn còn bị mỏi tay nữa. Chúng ta tô tới chú mèo thì chúng ta chừa ra nha. Tô tới quả bóng thì chúng ta cũng chừa ra luôn. Do thảm cỏ này quá lớn và quá nhiều nên là
Các bạn có thể tô theo cái chiều ngang để phủ hết cái màu nền cỏ này cũng được. Vì cái này là mình vẽ nền cỏ, chứ mình không có vẽ từng sợi cỏ như là ở bức ngôi nhà nha. Nên chúng ta có thể tô theo chiều ngang để phủ hết cái nền cỏ này màu xanh non cũng được nha. Rồi bạn nào mà đang tô nửa chừng thảm cỏ mà bị mỏi tay quá, thì các bạn có thể bấm dừng video lại để chúng ta nghỉ một chút, nghỉ giải lao khoảng 5 phút, 3 phút gì đấy. Khi mà hết mỏi tay thì chúng ta tô tiếp nha. Ráng cố gắng tô xong cái nền cỏ này đi. Rồi bạn nào mà mỏi tay thì có thể bấm dừng video nghỉ một chút. Các bạn quan sát ở cái tiết tô màu á, thì chúng ta lưu ý là chúng ta luôn tô từ ở trên cao tô xuống và tô phần nền trước nha. Tô phần nền trước, nhân vật chính như là chú mèo, rồi nhân vật phụ như là cái cây, quả bóng, mặt trời thì chúng ta tô sau. Bởi vì chúng ta phải tô phần nền trước thì bức tranh mới đẹp được. Các bạn biết lý do vì sao mình phải tô phần nền trước không? Bởi vì nếu mà chúng ta tô chi tiết trước, như là tô bông hoa trước, tô chú mèo trước, thì khi mà chúng ta lấy cái cây màu chúng ta tô phần nền lên á, thì nó sẽ bị lem vào chi tiết. Nên là ta nên ưu tiên tô phần nền trước xong xuôi hết đã, rồi hãy tô nhân vật chính nha. Rồi bây giờ chúng ta đã tô xong cái phần nền của bức tranh chú mèo rồi nè, chúng ta sẽ tô đến nhân vật chính là chú mèo nha. Mũi của chú mèo thì chúng ta sẽ tô màu đỏ hoặc là màu hồng cũng được nha. Miệng của chú mèo thì chúng ta cũng tô màu đỏ hoặc là màu hồng cũng được. Rồi vành tai trong của chú mèo chúng ta sẽ tô màu hồng. Rồi chú mèo thì có những cái đốm ở trên người. Chú mèo tam thể. Tam thể là sẽ gồm màu trắng này, màu đen này, màu vàng này. Tam là 3 nha. Vậy thì chúng ta sẽ tô đốm ở trên mặt của chú mèo là màu đen. Rồi tới cái đốm tiếp theo ở trên lưng cũng là màu đen luôn. Rồi chúng ta chừa ra cái đốm này tô màu vàng nha. Xong rồi tới đốm màu đen. Xong rồi tới đốm màu vàng. Xong rồi tới đốm màu đen. Rồi. Chúng ta sẽ tô những cái đốm còn lại là màu vàng. Bởi vì chú mèo này là chú mèo tam thể, cho nên là trên cái bộ lông của chú mèo là có màu trắng này, màu đen và màu vàng hay màu nâu gì đó cũng được nha. Bộ lông màu trắng của chú mèo thì chú Sơn chừa, chú Sơn không tô nha. Bạn nào xiên thì dùng cây màu trắng tô vô cho chú Sơn ha. Rồi bây giờ tới phần quả bóng này. Quả bóng chúng ta sẽ tô màu đỏ ha. Quả bóng chúng ta sẽ tô màu đỏ và xen kẽ màu cam.
thì chúng ta sẽ thấy quả bóng đẹp hơn ha. Các bạn cũng có thể là tô màu quả bóng màu cam xen kẽ màu vàng, hoặc là màu hồng xen kẽ màu tím gì đó. Rồi trên cái nền thảm cỏ màu xanh này chúng ta sẽ tô những bông hoa. Bông hoa thì sẽ có nhụy hoa màu vàng. Chúng ta sẽ tô hết nhụy hoa màu vàng nha. Tô hết nhụy của những bông hoa màu vàng. Sau đó chúng ta sẽ chọn là hoa thì có rất là nhiều màu, nên là chúng ta có thể tô hoa màu hồng này, màu đỏ, màu cam, màu vàng gì đấy. Màu tím cũng được luôn. Đó, chú Sơn có hoa màu hồng này. Rồi hoa màu hồng này thì chú Sơn tô màu hồng đậm hơn. Màu hồng đậm này đẹp quá, cho nên là chú Sơn sẽ tô thêm một bông hoa nữa, cũng là màu hồng đậm luôn nha. Và chúng ta sẽ có bông hoa màu cam. Do bức tranh này là chúng ta vẽ gam nóng, nên là chú Sơn chọn màu nóng nhiều hơn để tô hoa. Do trời đang về chiều nha. Rồi bên đây chú Sơn sẽ tô hoa màu màu đỏ nha. Rồi bức tranh chú mèo của chúng ta đã tô màu hoàn thiện rồi này. Thì các bạn nào mà tô không kịp thì chúng ta sẽ mở lại video xem lại một lần nữa để hoàn thiện nha. Chú Sơn chào các con. Các con nhớ đăng ký kênh, ủng hộ cho chú Sơn để chúng ta tiếp tục nhận được những bài học khác dạy về những con vật dễ thương, những phong cảnh xung quanh mình nha.